Bè 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 bè. Có gì có lợn bán không em? Về thì có, anh xem nó vừa thì bán. À đấy à? Nhiều con không? Dạ em có mấy con đây ạ. Giá bao nhiêu? Bây giờ anh mua đá, anh mua như nào? Anh thì mua cả đàn thôi. Đấy. Đàn này 6 con là anh mua 11 triệu. Vâng. Còn dê 4 con là anh mua, còn 4 con là anh mua 7 triệu. Vâng. Thế cũng là lợn là 11 triệu, còn dê là 7 triệu. Tất cả là 18 triệu. Đúng nhất nhé. Thế anh nhìn thấy lồng nữa. 18 triệu nhé. Rồi. Anh đi lồng á. Không, bây giờ phải lấy cái dây cơ. À, phải lấy cái đòn dài cơ. Không, cái đòn không này tí mình xóa. Rồi, cảm ơn em nhé.
Thank you.